Good morning, children. How are you today? You're great. Good. So we continue period 2, review 1, unit 1, 2, 3. Hôm nay tiết 2 chúng ta tiếp tục ôn mẫu câu nha các bạn. DreamEnglish.com. Here we go. The sun comes up, 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 up. Số 2, where is the bath? Hỏi cái gì ở đâu? Đây là hỏi trường hợp hỏi một vật. Ví dụ như trong câu where is the bath? Túi sách ở đâu? Where is the book? Thì chúng ta sẽ trả lời bắt đầu bằng chủ ngữ là chữ it hoặc là the bath. Ở trên đó là chủ ngữ the bath, thì xuống đây mình có thể thế đại từ it rồi tới động từ là is, người ta viết tắt is. Under the table, for example, nó ở dưới cái bàn. Và tương tự như vậy, câu số nhiều thì chúng ta sử dụng động từ số nhiều và danh từ thêm sờ. Where are, danh từ books có sờ. Thì chữ đây là đại từ số nhiều thế cho chữ the books, chủ ngữ ở phía trên. Thì trong câu trả lời mình có thể sử dụng một trong hai từ. They are on the shelf, hoặc là the books are on the shelf. Unit 2, this is
That is. These are. Those are. Cái mẫu này nhiều bạn cũng còn sai nhiều lắm. This is đi với một vật. These are. Those are đi với hai vật trở lên. Và danh từ luôn luôn có S hoặc là ES. This is chỉ một vật ở gần, giới thiệu một vật ở gần hoặc là một người. That is chỉ một vật ở xa. Kia là, đó là. Mình học rồi, mấy này cô ôn lại cho các bạn nắm ha. This is the new computer. Đây là cái máy vi tính mới, này là trong bài mình học. That is a new board. Kia là cái bảng mới. These are new tables. Đây là những cái bàn mới. Those are new co-hooks. Kia là những cái móc đồ mới. Các bạn ghi lại vô tập và các bạn nhớ ghi nhớ lại cách sử dụng như cô đã giảng. Unit 3. Do you have question mark? Bạn có cái gì đó không? Trong cái mẫu câu mình đã học ở đây. Yes, I do. Có. No, I don't. Không có. Does he have question mark? Does she have question mark? Trả lời có. Yes, he does. Yes, she does. No, he doesn't. No, she doesn't. Đây là những câu hỏi có không ha. Câu 1, câu 2. Có không là sao? Là mình trả lời yes hoặc là no đó. Number 3. I like fruit. Tôi thích trái cây. I don't like pizza. Tôi không thích pizza. For example, do you have noodles? Yes, I do. Do you have a milkshake? No, I don't. Does he have a sandwich? Yes, he does. Does he have salad? No, he doesn't. Thì các bạn phải học cái mẫu câu này thôi. Từ từ chúng ta sẽ quen. Mình học luôn cả câu hỏi để chi mốt mình đặt câu hỏi cho bạn mình. Trong quá trình mình giao tiếp, mình phải hỏi người ta, chứ không phải người ta hỏi mình không. Nên mình phải học luôn cả câu hỏi. Alright, thank you. Goodbye, see you again. Have a good day.